Ba vị đắng, cha mẹ càng cho con nếm trải sớm, con càng thành đạt. Kính thưa quý vị, có câu nói rằng chịu bao nhiêu khổ sẽ được hưởng bấy nhiêu phúc. Cha mẹ muốn con cái mình được hưởng nhiều phước lành trong tương lai thì từ nhỏ phải để con chịu khổ, nhưng khổ ở đây phải chú ý phương cách. Sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ là một quá trình tôi luyện không ngừng. Như Mạnh Tử từng nói, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Nhưng trải qua một hồi cay đắng rồi thì ngọt bùi và hạnh phúc sẽ tìm đến. Vì vậy, dù là con trai hay con gái, nhất định phải để trẻ nếm trải nhiều hơn những loại khổ, cũng là những vị đắng sau đây, thì sau này trẻ mới có thể càng thêm xuất sắc. Vị đắng thứ nhất, hãy để trẻ chăm chỉ đọc sách và lao động. Gia Cát Lượng nói, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi. Ý là khi trẻ khỏe không gắng sức tự cường, đến khi tuổi cao chỉ có thể tự mình đau buồn hối hận mà thôi. Vậy nên ngay từ khi con bạn còn nhỏ, hãy dưỡng thành cho trẻ thói quen đọc sách và lao động. Đọc sách là một cách để thay đổi vận mệnh. Câu nói này cho đến nay vẫn không ai có thể phản bác. Đọc sách thực sự có thể thay đổi vận mệnh của bạn. Nó cũng có thể nâng cao kiến thức, mở mang tầm nhìn và giúp bạn tìm ra lối thoát trên con đường nhân sinh. Do đó loại khổ này nhất định phải để con bạn nếm trải. Khi bạn đọc một cuốn sách, bạn có kiến thức và sức mạnh của cả hàng thập kỷ. Đọc một ngày có lợi một ngày. Nhưng trẻ em thường không biết đến điều đó. Vì vậy cha mẹ chính là những người đi trước, làm gương và giúp con hình thành thói quen đọc sách. Từ từ giảng dạy cho con lợi ích to lớn của việc đọc. Tất nhiên, bạn không thể biến con thành một con mọt sách, hàng ngày chỉ biết đọc. Hãy chú ý đến phương pháp. Trước hết, bạn có thể giúp con định vị rõ ràng, khám phá hướng quan tâm của trẻ và mở ra sự phát triển trong tương lai từ bước đột phá này. Quá trình này đòi hỏi cha mẹ phải đủ kiên nhẫn đi cùng con. Hình thành thói quen chăm chỉ đọc sách, bạn sẽ phát hiện rằng tiềm năng của con bạn là vô hạn. Vị đắng thứ hai, hãy để trẻ trải nghiệm cuộc sống khó khăn để lớn lên hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Có nhiều đứa trẻ không biết trân trọng đồ ăn, nhiều trẻ lấy đồ ăn theo ý muốn, bất kể chúng có ăn hay không, và cuối cùng là lãng phí. Hiện tượng này xảy ra rất phổ biến bởi đứa trẻ không biết những khó khăn và vất vả trong cuộc sống là như thế nào. Chúng đã thường quen với cuộc sống có thức ăn và quần áo quá đủ đầy. Vì vậy, cha mẹ thực sự cần cho con cái nếm trải một chút gian khổ của cuộc sống. Cuộc sống gian khổ không chỉ để cho trẻ biết tiết kiệm đồ ăn. Điều quan trọng hơn là dạy trẻ trở thành người biết làm việc, làm người có chừng mực. Trẻ không nhất thiết phải trở nên vĩ đại phi thường, nhưng phải hiểu được làm thế nào để hạnh phúc và không phô trương lãng phí. Có thể chịu đựng khó khăn, cay đắng một thời gian, trẻ sẽ dễ dàng đứng lên từ thất bại. Còn nếu để chúng sợ khổ, thì chúng sẽ đau khổ suốt đời. Cha mẹ hãy dạy dỗ con mình trở thành một người biết tiết kiệm, trân quý hiện tại và trân trọng cuộc sống này. Vị đắng thứ ba, hãy để trẻ chịu khổ về tiền bạc để khi chúng lớn lên sẽ hiểu rằng tiền kiếm được không dễ. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ cho con cái tiêu xài tiền thoải mái, tựa như tiền của chúng tự làm ra. Thậm chí còn so sánh con cái của nhau, trở thành một cuộc chạy đua về tiền bạc. Nhiều đứa trẻ không hiểu và không biết kiếm tiền khó như thế nào. Chúng chỉ biết xin tiền của cha mẹ. Theo thời gian, chúng không biết nỗ lực và lao động gì. Chúng quen xin tiền
xin tiền và chính những đồng tiền này đã khiến chúng sa ngã. Vậy cách giáo dục đúng đắn là cha mẹ hãy cho con trẻ chịu khổ, đặc biệt là về mặt tiền bạc. Điều này không có nghĩa là cha mẹ phải cho con ăn mặc tằn tiện, mà phải giúp con hiểu được ý nghĩa của đồng tiền kiếm được. Hãy nói với con về cách mà bạn chi tiền. Bạn dùng tiền để đầu tư hay tiết kiệm, hay chỉ chi vào những thứ thật sự cần thiết. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện và để trẻ tham gia vào quá trình đưa ra quyết định của bạn. Khi một đứa trẻ 3 tuổi nhìn thấy tiền chui ra từ cây ATM lúc bạn rút bằng thẻ, có thể chúng sẽ nghĩ rằng chỉ cần đến ngân hàng và bố mẹ sẽ được cho tiền. Vì vậy hãy giải thích để con hiểu rằng bạn đã phải làm việc vất vả để kiếm ra tiền và ngân hàng chỉ là nơi cất giữ hộ. Trong quá trình trưởng thành, cha mẹ cũng phải chú ý đến sự thay đổi suy nghĩ của trẻ về tiền bạc, để khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ không bị trói buộc và hoa mắt vì tiền, cũng không sẵn sàng liều mạng để kiếm tiền. Hãy cho con hiểu rằng, tiền tuy kiếm không dễ, nhưng có nhiều cách để kiếm, còn sinh mệnh này thì chỉ có một mà thôi. Ba điều khổ, ba vị đắng trên đời kia, chỉ có 100 điều lợi mà không có điều hại đối với con trẻ. Vậy, có bao nhiêu cha mẹ đã làm cho con nếm trải đủ ba vị đắng này? Quý vị thân mến, khi trẻ đến ở độ tuổi học hỏi, khám phá thế giới và đang dần bộc lộ cái tôi của riêng mình, bậc làm cha làm mẹ phải vô cùng khéo léo để dạy dỗ giúp con tự chủ được trong cuộc sống, không phải lo nghèo khổ về sau này. Bố mẹ thông minh sẽ không lựa chọn để lại cho con núi vàng núi bạc, mà sẽ lưu lại cho thế hệ sau này những bài học làm người quý báu, để con có được một cuộc sống tốt đẹp về sau mà không lo nghèo khổ. Các bậc phụ huynh hãy luôn ghi nhớ dưỡng thành cho trẻ 9 thói quen dưới đây. 1. Tôn trọng người khác. Trước hết, cha mẹ hãy dạy con cách kiên nhẫn lắng nghe người khác nói chuyện và không bao giờ được cắt ngang lời nói của đối phương, bởi điều đó không chỉ thể hiện đạo đức mà còn bộc lộ trí tuệ của một người. Người không biết lắng nghe sẽ không biết cách thấu hiểu và cảm thông, từ đó dẫn đến cuộc sống cô độc và đau khổ. Giữa một đám đông, người thông minh nhất chính là người biết cách lắng nghe. Người vội vàng chen ngang thường không nói được những điều sáng suốt. Chỉ có những người yên lặng lắng nghe người khác nói từ đầu chí cuối mới có thể tổng hợp được những quan điểm hay, từ đó đưa ra được ý kiến đúng đắn nhất. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, một bào thai vài tháng tuổi đã biết cách lắng nghe. Tuy nhiên, phải mất đến vài năm, một đứa trẻ mới có thể nói được những câu có nghĩa. Như vậy có nghĩa là con người cần phải học nghe trước, rồi tới học nói thì mới là thuận theo tự nhiên. 2. Nói được, làm được. Giữ chữ tín là bài học vô cùng quan trọng trong bài học đạo đức. Và có đôi khi người ta chẳng thể ngờ được việc giữ chữ tín lại có thể đem đến cho bản thân nhiều lợi ích đến vậy. Một người không có được sự tin tưởng từ người khác sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng cao và chẳng thể thành được đại sự. 3. Không quên trách nhiệm. Có thể nói một người luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu sẽ có động lực hoàn thành mục tiêu cao hơn, đồng thời cũng gây dựng được sự tín nhiệm và nể phục trong mắt người khác. Ngược lại, một người luôn trốn tránh trách nhiệm sẽ nhận lại những cái nhìn khinh bỉ và sự coi thường từ đám đông. Ngoài ra, người vô trách nhiệm còn dễ gây ra tổn thương cho những người quanh mình. Trong xã hội hiện đại, làm việc tập thể đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Do đó, trách nhiệm của mỗi người cũng càng tăng cao, bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bản thân người đó, mà còn liên lụy đến hàng loạt những người khác. 4. Biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc. Với một người bình thường, thì khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, sẽ vô cùng cảm kích hoặc thậm chí là ghi lòng tạc dạ.
còn khi gây ra tai họa cho người ta thường sẽ cảm thấy áy náy, ân hận. Thế nhưng, tất cả những điều này đều cần được thể hiện ra ngoài bằng cách thông qua những lời cảm ơn, xin lỗi. Cha mẹ thông minh là những người biết dạy con nói lời cảm ơn hay xin lỗi đúng lúc và đúng chỗ. Lời cảm ơn được nói ra đúng lúc không chỉ giúp người ta nhìn ra đạo đức và trí thông minh của bản thân, mà còn tránh gây nên bao tiếc nuối trong lòng vì không còn cơ hội để bày tỏ nữa. Bên cạnh đó, một lời xin lỗi kịp thời ít nhiều đều có tác dụng xoa dịu căng thẳng. Thậm chí nhờ thái độ thành khẩn, người ta còn có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho người khác. 5. Tiết kiệm tiền của. Tiết kiệm tiền của không có nghĩa là giữ khư khư mọi của cải không chia cho bất cứ ai, hay kiếm được nhiều tiền mà ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Một người biết tiết kiệm là người chi tiêu đúng mực, mạnh tay chi tiền cho những thứ cần thiết, chứ không mua sắm mất kiểm soát. Hơn nữa, tiết kiệm không chỉ thể hiện trí thông minh của con người, mà còn là một phẩm chất tốt đẹp và là một loại năng lực sinh tồn mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy con, ngoài việc biết tiết kiệm của cải ra, thì tiết kiệm điện, nước hay năng lượng cũng gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. 6. Rèn luyện sức khỏe. Nhiều người vẫn thường nói có sức khỏe là có tất cả, bởi vì một con người khỏe mạnh sẽ có khả năng tạo dựng được nhiều thứ và tự cải thiện được cuộc sống của mình. Rất nhiều người đánh đổi sức khỏe để lấy những cái lợi trước mắt như tiền bạc, địa vị hay niềm vui. Tuy nhiên, họ không biết rằng tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng chẳng thể vãn hồi tuổi thanh xuân hay làm tăng tuổi thọ của con người. Niềm vui nhất thời cũng chẳng thể giúp họ vượt qua được những nỗi đau khi lâm bệnh. 7. Sạch sẽ thơm tho chào ngày mới. Trẻ em rất dễ mất tinh thần khi bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực, từ đó gây nên những tác động xấu mà người lớn không thể hình dung hết được. Vậy nên, việc làm thế nào để chào đón một ngày mới là điều vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Bố mẹ hãy giúp con tìm ra sự thoải mái trong những bộ trang phục sạch sẽ và tinh thần sảng khoái mỗi khi thức dậy. Bởi khi có được sự tự tin thì con trẻ ắt sẽ tràn trề hứng khởi và đầy ắp hy vọng bước chân ra khỏi cửa. Rồi từ đó, thành công cũng như vận may đều sẽ dễ dàng tìm đến với con hơn. 8. Làm việc theo nguyên tắc. Chúng ta sống trong một xã hội có nguyên tắc, luật lệ rõ ràng, do đó chẳng có lý do gì để chúng ta hành xử bừa bãi không theo quy tắc cả. Nếu muốn con mình không gặp phải những rắc rối không đáng có, ngay từ khi con còn bé, cha mẹ hãy dạy con biết tìm hiểu và tuân thủ theo những quy tắc mà cả một tổ chức hay tập thể đã đặt ra. Một người tùy ý thích gì làm nấy sẽ khó lòng tồn tại giữa đám đông và không được hoan nghênh như những người thông suốt mọi nguyên tắc chung. 9. Dùng xong thứ gì phải trả lại chỗ cũ. Dạy cho con thói quen dùng xong thứ gì phải trả lại chỗ cũ là điều vô cùng cần thiết và sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống sau này của con. Điều đó không chỉ có lợi cho lối tư duy có trình tự của con mà còn giúp hình thành tinh thần trách nhiệm trong trẻ. Cho dù người lớn có tốn bao công sức dạy dỗ con mình nên người mà lại quên mất thói quen cực kỳ văn minh này thì cũng đều là tốn công vô ích mà thôi.